Hyun Bin, Son Ye Jin vướng nghi vấn ly hôn. Mới đây, một video đã được đăng tải lên YouTube tuyên bố rằng Hyun Bin và Son Ye Jin đã ký thỏa thuận ly hôn vào cùng ngày. Trong video này có nói rằng Hyun Bin tham gia đánh bạc ở nước ngoài. Kết quả là thua nhiều tiền khiến Son Ye Jin bị thiệt hại về tài sản, do vậy mới dẫn tới quyết định ly hôn. Tiêu đề của video này là Hyun Bin, Son Ye Jin ly hôn sau 6 tháng chung sống. Thật sốc, Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn vào cuối tháng 3 năm ngoái. Nếu ly hôn sau 6 tháng thì phải là cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, trong video trên YouTube lại nói rằng cả hai mới ký thỏa thuận ly hôn vào ngày 15 tháng 3. Qua đó có thể thấy, đây là thông tin đồn nhảm, vô căn cứ. Dù là tin đồn vô căn cứ, nhưng video đã thu hút hơn 300.000 lượt xem, gây thiệt hại không nhỏ tới hình ảnh của vợ chồng Son Ye Jin, Hyun Bin. Phía công ty chủ quản VAST Entertainment của Hyun Bin mới đây đã lên tiếng, đó là tin giả. Mấy ngày nay, chúng tôi phải chịu ảnh hưởng từ những tin giả trên YouTube. Cơ quan chủ quản nói thêm, chúng tôi đang phản hồi về việc gỡ bỏ những nội dung này. Chúng tôi hoàn toàn có thể nhờ đến pháp luật để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, đây đều là những thông tin vô lý, nên chúng tôi không cần thiết phải làm điều đó. Công ty quản lý MS Team của Son Ye Jin cũng thông báo, đây là tin tức giả vô lý. Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp cần thực hiện trong nội bộ.